ấm vững vàng qua từng năm tháng để mang hạnh phúc sẻ chia cùng cộng đồng. Tập đoàn Hoa Sen đạt thương hiệu quốc gia và là công ty tăng trưởng toàn cầu của Diễn đàn Kinh tế Thế giới. Tập đoàn Hoa Sen chính thức triển khai hình thức bán hàng trực tuyến. Truy cập hoasengroup.vn. Kính chào quý vị và các bạn. Sáng nay, một số nơi ở miền Bắc gồm thủ đô Hà Nội đã dứt mưa. Tuy nhiên, đây chỉ là khoảng khô rất ngắn ngủi. Bởi hiện tại mưa đã quay trở lại và mưa sẽ còn tiếp diễn trong chiều nay khi có không khí lạnh bổ sung mạnh xuống nước ta. Đông Bắc Bộ là nơi chịu ảnh hưởng trước tiên, trời rét với nhiệt độ tại thủ đô Hà Nội và các thành phố khác phổ biến là không quá 19 độ. Theo đà dồn sâu xuống của không khí lạnh, càng về đêm thì cái rét càng thấu, khả năng xảy ra rét đậm ở phía Đông Bắc Bộ, vùng núi rét hại, nhiệt độ đêm nay xuống còn 11 đến 14 độ, vùng núi là từ 7 đến 10 độ và vùng núi cao thì có nơi dưới 5 độ. Ngay cả Tây Bắc Bộ, đêm nay cũng có điểm rét đậm rét hại, nhiệt độ thấp nhất là từ 13 đến 16 độ, có nơi dưới 13 độ. Cũng do không khí lạnh, từ đêm nay khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế sẽ có mưa nhiều nơi, trời chuyển rét. Còn buổi chiều, mưa xuất hiện rải rác và ngắt quãng. Riêng thành phố Thanh Hóa là 20 độ, còn ở Vinh, Đồng Hới và Huế sẽ là từ 25 đến 28 độ. Các thành phố Đà Nẵng trở xuống Phan Thiết, thời tiết khá đẹp, tạnh giáo và có nắng trong chiều nay. Nhiệt độ cao nhất từ 28 đến 31 độ. Nắng cũng là trạng thái thời tiết chủ đạo trong chiều nay ở Tây Nguyên và Nam Bộ. Các thành phố như Pleiku, Kon Tum hay Buôn Ma Thuột trời mát mẻ với mức nhiệt từ 28 đến 30 độ. Thành phố Hồ Chí Minh, Vũng Tàu, Cần Thơ hay Cà Mau sẽ cao hơn ở mức từ 30 đến 32 độ. Về chiều tối, mưa trái mùa xuất hiện vài nơi, ít ảnh hưởng đến các hoạt động ngoài trời. Chuyển sang thời tiết biển, chiều nay vịnh Bắc Bộ có gió Đông Bắc cấp 5, chiều tối và đêm tăng lên cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động. Ở Bắc Biển Đông gồm huyện đảo Hoàng Sa, có gió Đông Bắc cấp 6, cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh. Vùng biển huyện đảo Trường Sa, gió cấp 4, trời mưa rào rải rác khiến tầm nhìn bị hạn chế. Còn ở quanh các quần đảo, Phú Quốc, Thổ Chu, mưa vài nơi, gió cấp 3, cấp 4. Và cuối cùng sẽ là dự báo cho các vùng trên cả nước trong chiều và tối nay. Tìm thẻ điện thoại từ 8 tháng 1 đến 7 tháng 4 2018. Handy hảo hảo, tìm được.